Hôm nay mình sẽ tiến hành chia sẻ cho anh em về một ít điều cơ bản khi mà lắp ráp cái mâm 5 cây chế nha anh em. 5 cây chế cho chiếc 5 cây chế hoặc 8 cây chế RCB nha, cho tất cả các mọi loại xe luôn ha. Đây, hai cặp mâm nha. Đó, cái này là 5 cây nè, bảng 1.4, 1.6 hoặc 1.4.4 ha. Mình hoặc cái này là 1.6, 1.85 ha, 8 cây. Mình có nhận chế cho tất cả các mọi loại xe nha anh em. Ví dụ như Air, Winner, Sonic, Taylor sao chia nha anh em ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành chia sẻ những cái điều cần thiết và lưu ý cho anh em khi chế những cái dòng mâm như thế này ha. Thì mình hôm nay mình sẽ nói cái điều trước tiên là về bánh trước cho anh em trước nha. Bởi vì thường thường bánh trước anh em chế nó hay bị nặng bánh và cấn bắt heo ha, cho nên chạy cảm giác nó rất là nó không ok. Mình sẽ chia sẻ cho anh em về bánh trước trước ha. Đây là một cặp mâm 8 cây nha, còn đây là cặp mâm 5 cây. Thì chế bánh trước 5 cây và 8 cây thì nó cũng như nhau à, nó không có gì khác biệt. Mình sẽ nói về chiếc xa chia trước nha, chiếc Raider xa chia. Thường thường nếu anh em muốn chế bánh trước á, thì anh em sẽ thay bậc đạo ống chỉ đằng trước ha, và thay luôn cái lòng dĩa ha, bởi vì cái lòng dĩa ở trạm mâm này nó chỉ có 4 lỗ thôi ha, đúng không? Anh em muốn thay, muốn mà vào được cái dĩa 5 lỗ cho chiếc Raider xa chia thì anh em sẽ cần một cái lòng như vậy ha. Đây là lòng thông dụng nha anh em, lòng thông dụng mà anh em hay xài, lòng ngôi sao này là ngôi sao 5 cánh ha. Đây nó sẽ lên được như vậy. Đó ha. Đây chút này. Nó sẽ như vậy ha. Đây. Đó, anh em sẽ bỏ đằng trước. Đúng không? Đó. Nhưng mà hôm nay mình có làm những cái lòng CNC ha. Đây, những cái lòng CNC rất là đẹp và cứng nha. Đây, lòng CNC. Nói chung là xài lòng này vẫn được. Đúng không? Xài lòng này vẫn được. Nhưng mà lý do mình không xài lòng này á thì nó bị cấn vào cái bát heo ha. Cái thông số của nó làm thì không có chuẩn cho lắm, cho nên nó hay bị cấn bát heo và lắp ráp nó rất là khó khăn. Cho nên mình làm riêng cho anh em. Đây, làm riêng cho anh em cái lòng CNC kiểu như vậy ha, màu riêng của mình, lắp ráp như zin ha. Và nó có 3 màu, là màu xám titan mình mới gửi cho anh em, và màu đen và màu bạc nha. Đó, cái này thì lắp ráp như zin thôi nha anh em ha. Cái ưu điểm của lòng này á là lắp ráp như zin và rất là đẹp và nhôm rất là cứng, và giá thành nó sẽ cao hơn một xíu so với cái lòng mà lòng ngôi sao này nha. Không, đó. Nhưng mà có được một cái lòng này á, anh em chỉ lắp ráp như zin thôi, không có bị cứng hay cà bắt heo hay là mài bắt heo ha. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành nói qua chiếc Sonic nha anh em. Sonic. Đây là cái lòng dĩa Sonic nha, lòng dĩa trước của Sonic ha. Đây là lòng dĩa trước của Sonic. Lòng dĩa trước Sonic của nó gồm 6 cánh ha. Và mình đã lấy một cái dĩa X1R luôn cho anh em lên xem luôn nha. Dĩa X1R ha. Đây, dĩa X1R nha anh em. Dĩa này thì cũng lắp ráp như zin thôi, nó cũng như dĩa zin của anh em hơn. Nhưng mà cái mẫu mã nó đẹp hơn ha. Đây thì mình sẽ tiến hành muốn mà chế được cái mâm này anh em sẽ cần một cái lòng ngôi sao 5 cánh này ha. Nha. Đây là cái lòng thông dụng của anh em mình hay xài. Đó. Lý do mình không xài cái lòng này á thì nó có đồ, anh em thấy không? Đây, nó bị hở này, anh em thấy không? Đó, lúc mà anh em vặn ốc vào á thì anh em phải chỉnh sửa rất là cực ha. Đây, ví dụ anh em muốn vặn ốc vào đi, đúng không? Đó. Thì em phải chỉnh sửa cái đồ lên xuống của nó cho nó đều cái gì á ha, cắn rất là cực. Và cái dĩa này không có trúng vào cái cành này cho nên nó không có mạnh ha, mà nó rất là yếu. Anh em thắng nó rất là khó chịu, nó sẽ có tiếng đồng kêu. Đó ha, em thấy không? Này,
cái đồ này nè anh em, nha, nghe không, em thấy không? Đó, cái này thì nó làm dữ quá ha, rồi mình đã phích lại ha, mình đã phích lại những cái lông của mình lên như vậy. Đây, nó cũng có 3 màu ha, có màu đen ha, màu xám titan và màu bạc ha. Đó, đây mình sẽ bỏ cái lông gì của mình lên nha, mình sẽ lấy một cái nào cũng được ha. Đây ví dụ như màu xám đi, mình bỏ lên ha. Rồi mình sẽ tiến hành bỏ gì lên cho em xem nha. Đó, đó anh em thấy không, nó rất là khít nha anh em. Đây cái đồ ri khít này rất là cao ha, nó rất là khít với cái gì của mình không. Đó anh em thấy không, nó không có đồ rơ luôn không. Anh em khỏi phải cắn gì hết, anh em chỉ cần vàng ốc vào là ok ha. Đó anh em vàng ốc vào là xong ha. Đó không. Và hôm nay mình cũng có về thêm một số loại ốc như ốc Salaya này ha. Thì thường thường anh em lúc mà rắp mâm thì anh em thắc mắc là tại sao là ốc này nó dài hay nó ngắn quá. Thì mình lần này mình có về ha, ốc này. Đó, nó là 8 ly ha. Nó 1 phân rưỡi này anh em ha. 8 ly 1 phân rưỡi. Đó, lắp ráp lên những cái lòng này thì nó không có bị dư ra ha. Nó nhìn nó rất là dễ chịu. Đó, nó như kiểu này này. Anh em thấy không? Nó không có dư ra này. Đó, nó không có dư ha, nó vừa bên em luôn. Đó. Đó, nhìn rất là đẹp nha. Đó, thì mình chia sẻ nó cho anh em như vậy. Và chiếc cuối cùng đó là chiếc của Winner nha anh em. Chiếc Winner. Đây, đây là những cái lòng mà thông dụng anh em hay xài. Đây là lòng lòng thông dụng ha. Mình không có nói là mình không có chế cái lòng này là xấu hay là đẹp ha, hay là chất lượng như thế nào. Nhưng mà cái lòng này á xài thì vẫn được, nhưng mà anh em phải chém lông đen, nó rất là mất thời gian của anh em. Và thứ hai nữa là bánh của nó quay thì nó vẫn nhẹ, nhưng mà nhiều người người ta không thích chém lông đen. Thì mình làm cho anh em riêng một cái lông của Winner luôn ha, chỉ dành riêng cho Winner thôi nha anh em. Đó, dành riêng cho Winner. Đây nó có 3 màu là màu bạc, màu đen và màu xám titan ha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Lòng này thì nó rất là dày nhá, nó rất là dày ha, nhìn nó rất là dày, nó rất là dày. Đây nó như cái này đó, nó rất là dày nha anh em, không? Đây mình sẽ đo cái kích thước của cái lòng anh em hay xài vào những cái lòng ấy luôn. Đây nè, đây lòng này 1 cm nha anh em, đúng không? Anh em thấy không, 1 cm. Và cái lòng này, đó em thấy không, 1,2 cm, thì nó dài hơn chỉ có 2 ly thôi. Nhưng mà mình sẽ đo ở trong này nè. Thường thường bị cấn cò bắt heo là do cái trong này nó quá mỏng nên em không, nó quá mỏng ở trong này nè ha. Đây nó quá mỏng đi. Đó anh em thấy không, nó chỉ có 5 ly à không, chỉ có 5 ly à. Và cái này nó tới 9 ly ha. Còn nếu như anh em không xài lông này thì anh chị em chém một cái, chém 4 đến 5 con lông đen ở bắt heo, anh em mới quay được cái bánh của Winner ha. Đó. Đó. Những cái lông dĩa này anh em có thể ráp trên mâm 5 cây, 8 cây RCB chế nha. Thì bên mình thì chuyên làm những cái mâm chế này ha, cho tất cả các loại xe. Anh em cần thì cứ liên hệ với mình ha. Số điện thoại là 0969689093 ha. Đó, ha. Mình không có chế những cái lông này nha anh em nha. Mình nhắc lại là mình không có chế những cái lông này, nhưng mà anh em muốn đẹp và chắc và nhìn nó hoành tráng hoặc là nhìn nó cứng cáp thì anh em hãy xài những cái lông này. Rồi xin chào anh em.